Dạ, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em gái. Có cần đeo vô luôn không? Đeo luôn, đeo luôn. Dạ. Đeo luôn, bây giờ hồi nãy hát bộ chậm rồi chưa có mọi người, tại để cho nhân viên đi ăn. Bây giờ tới tới mình hát cặp sau nha. Đừng có đeo chị đi. Cái này đi. Ngón giữa ha. Cái hoa này mới vẽ bị nhỏ rồi. Đúng rồi. Bữa sau em vẽ lại. Đây. Ngôi sao biết chưa? Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em, cho em, cho em. Ờ, sao người cao người thấp kìa vậy? Xuống, bà đã cao rồi mà còn đứng không cao nữa. Dạ. Em mới đi ra làm sao em nghe đây hát nha. Trời ơi, bánh của anh Yến tặng rồi. Nha, cả nhà ơi. Trời ơi, của ít lòng nhiều. Trời ơi, cái này là thầy đặt trước luôn á. Của ít mình là lòng rất nhiều. Của ít mà lòng rất nhiều. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn anh Yến ơi. Chị em coi thử. Anh Yến nãy anh chụp hình với em chưa? Nó bị nhỏ rồi. Nãy giờ chụp cạnh cạnh cạnh. Mà đẹp mà em. Dạ. Em kêu nó thiết kế lại theo nữ cái nó thiết kế bằng miếng nha. Rồi rồi, khoan vậy nữ chụp vừa chờ hôm anh có đây đi mua đi. Dạ đây 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 đây. Chụp anh chụp anh chụp anh chụp. Chụp cho chị. Em đứng lên đi cho nó đều cao đều nè. Cao đều cao đều. Ủa giờ đều dữ chưa? Giờ là đều lắm rồi đó. Bé Hà Tiên nó cũng bé tí dễ thương ghê á. Thôi rồi. Chị cho em quay cái này xíu nha. Mai ơi, quay sát vô làm chị xíu ơi. Nhỏ bây giờ, hơn chị bây giờ hát lại đi chứ. Ba đứa hát lại đi chứ. Ủa anh Thanh đang mất tiêu rồi. Rồi hát lại. Ai. Thôi đợi đi, đi ăn đi mấy em, đi ăn đi, đợi đói bụng. Đợi anh Thanh tới cái rồi mình kéo nhau hát lại sao. Cái này là thiết kế lại theo form của nữ, nó sẽ có đai tấm hai bên. Đúng rồi. Đẹp dạ, đẹp hả chị? Đẹp em. Dạ. Nhưng mà cái bông này em lại thấy hình như có vẻ hơi bị nhỏ. Nó hơi nhỏ hơn cái bông kia. Dạ đúng rồi. Tại em nói nữ cái tự nhiên nó dễ nhỏ lại. Nó dễ nhẹ hả? Tại nó sợ bự quá, nhưng mà chị đeo bự quen rồi nè. Đúng rồi, vậy phải làm bự nó lên. Thôi tạm thời mình cứ đeo vậy trước đi. Tạm thời đeo vậy trước đi. Đó, ngày mai sẽ làm lần tới sẽ làm cái bự hơn. Đẹp quá em. Dạ. Cái design này đẹp nè, chị cũng chịu nè. Tại vì nữ thì đai tấm hai bên nó sẽ đẹp hơn là của nam. Nam thì cái kia nó thô, nó không có tấm hai bên. Không không, chị chịu á. Dạ. Rất là thanh tú. Đây quà của Kim Khiết Diamond tặng cho Ngọc Huyền. Happy birthday Ngọc Huyền đây nào, quá đẹp luôn. Không, này cũng đẹp luôn. Này cũng ok rồi. Dạ. Rồi cũng ok ha. Dạ. Rồi thôi giờ mình vô ăn, vô ăn. Dạ ăn. Dạ dạ. Ai cũng đói hết trơn rồi. Ngồi đâu giờ ta? Dạ. Chị ngồi bên anh Nhí không? Anh Nhí còn chỗ nào cũng ngồi bên không? Dạ. Với Khương không ngồi đấy. Dạ thôi ngồi đây luôn đi chị. Tại vì á, chị làm á là chỉ có 3 món chấm thôi. Là món khai vị 4 món, gà với xôi, xong rồi lẩu. Tại vì Khương nói là không ăn nhiều, sợ ăn nhiều quá. Dạ, vậy được rồi chị. Không mà cái này cũng no nha. Dạ. Dạ hồi nãy chạy lại gấp mình thì chưa giới thiệu, này là sinh nhật của chị Ngọc Quyền á bà con cô bác. Dạ, ở đây thì có đầu tiên là mới lên món khai vị ha anh. Vậy là em không có trễ. Ủa vậy hả? Ủa vậy là em lại trễ hả? Ủa, em tưởng nó mới lên khai vị thôi, em chưa có trễ. Qua đây đi, qua đây quay ngược qua đi. Ở đó. Đi vòng qua đây. Thôi cái đó anh ăn đi, em ăn cái này à. Ôi, trời ơi đói. Anh Khương cái này ngon sao anh không ăn? Anh cùng đi, anh cùng đi. Thôi ông đi cùng đi, mình đây mình ăn chứ anh đói quá. Ở đây có đây là đầu nguội.
Còn này là gà nướng cơm lam hả? Món gà nướng cơm lam với cái kia chắc là lẩu ngò tướng đấy nè. Chào em. Anh Thanh với chị Thanh. ăn đi tụi em. Mời cả nhà ngon miệng. Đúng không? Anh Thanh. Ủa quên. Chú ơi, chú đang ăn, chú đi đâu vậy chú? Không. Dạ. Hồi trưa giờ là cái cứ mỗi lần mà gấp lên cái là tới giờ phải đi. Giống như nãy chị đi vô. Gì thầy? Có lì xì đỏ, có lì xì đỏ. Và có lì xì luôn. Thôi rồi, chị về phía anh chị là cuối thôi. Chúc cho bé Quyền. Chúc cho bé Quyền. Trời ơi, ta chưa chúc gì hết. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chị Quyền. Bữa đang quay chương trình luôn không dám thai, sợ thai xong rồi không có kịp để ăn. Thường quá bữa nay mưa nữa trời. Dạ, mưa rồi cảm ơn. Dạ, rồi. Xuống dùng bữa nhanh nè. Rồi mình tranh thủ đi. À, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng làm sinh nhật tiếp nữa. Chưa kịp nghe cảm ơn nữa đó là anh đi ăn nữa rồi đó. Nhớ là qua 12 giờ đốt cái bánh sinh nhật. Làm tiếp nữa. Đúng rồi, qua 12 giờ ăn sinh nhật tiếp quá. Chắc con vừa ăn. Hôm nay mà mới có. Con vừa là vừa khỏe lắm. Dạ, ổng nói chuyện lộn đồng hồ hết trơn rồi, không còn vậy. Tuổi 15 tuổi, cộng thêm 29 năm. Rồi, vậy đi ăn tiếp, đi ăn tiếp. Dạ, đi ăn tiếp. Ôi, ôi, còn em. Trời ơi. Dạ. 1 2 3. Vô. 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 Trời ơi. Hôm nay thiệt sự là đói luôn á bà con cô bác, đói dễ sợ. Ủa chú ngồi đây đi chú. Không không. Được được mà chú. Máy chia ra bạc vô bạc. Dạ. Dạ ngồi đi chú. Đủ mà. Anh La Thanh đói lắm rồi phải không anh Thanh? Chú ăn đi chú. Cái gì vậy anh Khương gấp quả anh dính. Có cơm lam nữa đó anh, gà nướng cơm lam. Rồi bây giờ tới giờ ăn lên sau xong xin chào tất cả quý bà con nha. Dạ, xin chào.
chào nó quay quay. Không có, anh chào cái máy của anh thôi. Còn các bạn thì khác. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mấy giờ xong mà không có cuối anh Hương. Bây giờ anh. Bây giờ hả? Còn có 8 rưỡi rồi. Cái này chắc tới 9 giờ ghi hình đó. 9 giờ ghi hình hả? 4 giờ. 9 giờ ghi hình chừng 11 giờ xong à? 3 giờ xong. Chung mình 6 tiếng. Không thuận lợi thì mau lắm. Ngồi nó trục chặt thì nó bị dấp dấp. Hôm nay mưa hoài nữa. Trục chặt rồi. Ừ. Nguyên. Mời cô ăn Nguyên. Qua đây. Thôi ăn đi Nguyên ơi. Ăn nãy giờ nó lấy này không? Cơm lam nằm bên kia. Tính y như cô dâu má ơi. Chuẩn bị cho tiết mục sau đó hả em? Dạ. À, em trang điểm rồi hả? Dạ. Nhanh quá vậy. Tiết mục sau em diễn 5 tiết mục đúng không? Ủa tập sau 5 tiết mục không? Vừa mới nói chuyện được chưa hả? Ừ. Diễn gì mà tắt tiếng không? Quá trời luôn. Năm nay mấy bạn bao show, gala. 31, 32 cái. 100 cái mà diễn hết 31 mà. Quá trang đẹp quá. Em tự đàn làm hả? Đã. Ôi hay quá vậy. Thôi ráng cố gắng sao thôi sao. Dù mùa này ba đứa gom lại thành một cái nhóm diễn. Ừ. Có mấy tiết mục dễ thương quá trời luôn. Hải Châu quá trang gái cũng đẹp quá. Hả? Bất ngờ Hải Châu ghê. Nét đẹp quá chứ luôn. Có con Chương á, Chương giả gái không có được. Ờ, em giả gái luôn. Chương nó giả gái cho nhìn mắt người lắm. Mai mình tích, mai. Chứ Hải Châu nhìn cũng ok nha. Cảm ơn. Anh ăn đem dùng miếng chấm thi nó là mệt hơn của em. Dạ. Vậy em ăn nha, uống đi, đói quá. Rồi. Lâu quá giờ đói. Anh thấy em già quá nhìn không ra quá. Lâu quá. Lâu quá. Béo phì quá nhìn không ra. Dạ. Hồi đó chị đi nho lắm, bây giờ chị để. Em mới mặc cái mặt. Ủa đằng kia gì nữa ta? Ủa còn nữa hả? Chị Quyền đắng nữa. Mấy bạn kia thì bây giờ đó bụng nó gấp lê lẹ ha. Tập xấu rồi. Gấp tới nó không nói luôn á. Ổng gấp dư luôn nè. Gấp dư luôn. Mấy bạn kia là người ta đang chúc mừng, người ta cũng ly sâm tụ, còn bên mình là không ai nói gì hết trơn, tập trung chuyên môn không à. Ừ. Cái này là đang tranh thủ với bà con cô bác, để xíu nữa vô là làm tiếp liền tập cái tập cuối. Tôi cho anh không tới. Ra đây em nóng mà quán nữa em. Không quán nữa. Rồi. Thôi chỉ thay đồ rồi kìa. Bây giờ mình anh chụp cho em nha, có gì gửi file cho em nha. Rồi giờ ra chụp đây này, chụp cho em vừa nè. Thôi cả nhà chúng ta làm một bỏ đũa chụp tấm hình. Dạ. Dạ. Để em ngồi kế Chương. Dạ. Ơi con ơi cho chúng tắm đi coi, trời ơi dễ tắm hình này. Đăng lên rồi coi. Thôi chắc em đứng với chị Quyền đi, không thấy em. Thấy không? Không thấy. Đứng rồi, đứng rồi, qua đây ngồi nè. Đúng rồi, quay thêm miếng nữa đi. Quay thêm miếng nữa đi. Trời ơi. Con giờ quay. Đứng con vừa lợi hại đó. Tác nghiệp. Quá, kinh quá, kinh quá. Cảm ơn anh nha. Rồi trở lại chỗ ăn tiếp em ơi. Mình chụp xong rồi mình ăn tiếp đi. Ông thầy ăn ngon đi. Vừa huấn luyện tụi con giờ ngon quá. Cái này là món gì vậy? Lẩu. À chắc lẩu Thái quá.
Nhiều quá, nhiều quá. Rửa cơm chôm á. Nhiều quá. Bỏ bỏ cơm chôm vô. Hết mưa luôn rồi. Ê, bữa giờ này có nước lên, có nước mặt thức ăn cho nha. À. Có nước mặt sức mà. Đây đây đang ăn là hết mưa rồi. Không muốn gì hết rồi. Muốn gì hết Phương ơi. Bỏ vô lẩu nè. Lẩu cơm chôm. Lẩu cơm chôm. Bảy. Em nghe lời ổng. Em ơi. Bừng quá, là tiết hết mưa rồi. Còn vẹn 9 ngày. Ừ, cái đó bỏ lẩu á, mà đợi nó sôi mưa. Cuối cùng lụng á, không sao. Đi sao? Cái chương trình mình á, cái gì á, làm cho cảm xúc gì đó. Cái người ta bình và có điều kiện ta hát rất khéo. Đúng rồi. Nhờ chơi mà. Hay lắm. Hồi nãy thằng Chí nó làm em cảm động ghê luôn trời. Tự nhiên cái nó nói nó mà nói hồi người ta cái lộ tôi mà nói lộn bảo chưa đi nhìn chương trình bao giờ ổng khiêu cái em còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa hơn là em đứng bé Cam nó hỏi nước rồi bí mật còn nó mới biết sao không? Tại vì hôm nay ghi hình gala mà nói là mình sẽ biết trước không hay biết, dạ biết trước tại không? Em đang sao nên em quên để cho bà con theo dõi mới sự hấp dẫn. Ăn đi bé. Vậy mà gia đình chúng tôi lâu lắm có dịp để ngồi chung mà có sự hai bà thân thiết như thế này. Chỉ có con gái. Ê, có gia đình nào mà được vậy á? Có gia đình nào được vậy? Bà lớn bà nhỏ hưởng hoàng. Từ hai tuần đó là cái út của mình về em. Có gì vậy? Có chị, có chị. Cái út mình hát hay lắm à. Dạ. Trời ơi anh đổi giới tính này hả? Lâu rồi. Ủa? Bữa mới tuyên bố sân khấu thấy hả? Hèn chi, bữa em thấy em nghi rồi. Vậy bởi vậy, chuyện đặc biệt mà. Ủa vậy anh Thanh không có làm cái lễ gì lớn lớn tuyên bố chứ. Để sau đó thì mình ăn mừng. Em tài trợ đi. Dạ, thôi rồi. Bây giờ anh chị tài trợ, em tài trợ nè, anh chị làm cái lễ nè ha. Mặc đồ cô dâu đàng hoàng nha, em mới chịu nha. Lớn chắc đúng rồi. Hay quá. Là phải dân trà rồi đàng hoàng. Cho bán cái hộp sò bự nha. Không cỡ nào. Lúc nào anh em cũng phải có những chiếc phố thư giãn cả nhà để nó làm cho hương phấn. Ở sáng giờ tao nói bây giờ mới ăn á. Hồi sáng vừa tặng cho mình một miếng bánh chuối. Nhưng mà ở nhà thì bà mẹ tao có cho mình uống một cái lon ít. Như hành lý đó, quá buồn. Thấy vậy chứ ngày mai là buồn á. Đúng rồi, buồn á. Dạ. Lông làm nhau buồn á. Đúng rồi. Hôm nay vậy thôi chứ ngày mai là tự nhiên thấy buồn. Đúng rồi, mệt nhưng mà khi mà nghĩ là buồn. Dạ. Tại vì bây giờ cho Thanh xin phép chào kênh của mình. Chào anh. Dạ, kênh của Phương Dường cái đệ đó. Cho Thanh muốn xin mời cả nhà nhớ hẹn cho mình cái nha. Gọi là đăng ký cho mình cái nha. Mỗi người em qua giờ cho mình cái danh cái cho Thanh á, kênh á. Dạ. Cháo đỏ đỏ nhưng bị giờ trên cái kênh của mình ở trên mạng sao thấy nó nhiều quá. Nhiều áo của mình nhiều áo nhưng mà có cái áo màu đỏ đỏ mới đúng là của mình nha. Mai người ta đổi mấy kênh giả đổi Thanh áo đỏ đỏ. Không, nếu mà đổi thì anh thông báo sau nha. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Chúc một buổi chiều thật là an lạc. Cái cô nó có nhiệt tình nghe luôn á. Tội nghiệp quá. Đẹp gái quá. Bé đẹp. Cảm ơn. Bé đẹp còn hơn con gái nữa. Mình vẫn chưa ăn rồi, vẫn đi chụp ảnh. Châu Châu, đẩy cái nắp lại đi Châu cho nó chín. Nói chứ mình cũng chào tạm biệt và thương bác. Ăn cái lẩu xong. Bảo bác. Dạ, 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 vô. Dạ. Chắc ăn hết cái nồi lẩu này chắc Hương Vừa cũng no rồi đó. Còn gì nữa đâu ăn. Hương Vừa đi vô Hương Vừa làm. Chuẩn bị để cho ekip rồi về sớm nghỉ ngơi. Chúng mình ngồi rồi cà cây dây ngẫm mà tới sáng luôn. Dạ thôi, kính chúc bà con bác thân nhiều sức khỏe nha. Và xin chào tạm biệt và xin hẹn lại các bạn. Chào. Ở bên đây ở đây mình cũng mấy luôn đi. Bên này có ai vậy? Dạ của em. Xin chào tất cả các bạn trên kênh của. Dạ xin chào tạm biệt bà con cô bác. Hẹn gặp lại bà con cô bác clip kế tiếp. Dạ cảm ơn. Dạ Thủy Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Hôm nay là ngày cuối cùng của ghi hình ngôi sao Việt Vườn mùa 3.
tập 18 đêm gala. Dạ, và nó cũng là đêm cuối cùng của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 luôn. Ở đây thì bà con cô bác đã tới rất là đông đủ. Đây, mọi người tới rất là đông luôn để coi tiết mục cuối cùng. Và bây giờ mặc dù là bé Nhi giờ mấy giờ bé Nhi? 10 phút nữa 10 giờ. Dạ 10 phút nữa 10 giờ nhưng mà chương trình thì chưa có bắt đầu nha bà con cô bác. Bé Nhi em dự kiến hôm nay mấy giờ xong bé Nhi? Câu hỏi này khó quá chị Tì. Nhưng mà em sẽ đón là sáng sớm chúng ta về 4:30. 4:30 hả? Dạ 4:30. Em mấy giờ luôn? Em không biết, em nói chung là em nghĩ là chúng ta về sớm đó. Mà sáng sớm chúng ta về đúng không? Mà okay. Sáng sớm chúng ta về. Chúng ta về đón Bình Minh. Đón Bình Minh đúng không? Coi anh Bình Minh chưa? Ok. Okay. Mọi người ơi, bữa nay mọi người đón là mấy giờ mình về? Tới sáng là ok. Tới sáng hả? Em 4 giờ. 4 giờ mọi người đón 4 giờ phải không? Dạ. Vậy sáng mình đi ăn sáng uống cà phê rồi mình về luôn. Ok, ở đây sáng luôn. Về tới An Giang là trời ơi. Mấy chị ở An Giang luôn hả? Là lên đây để coi chương trình này thôi hả? Dạ. Bọn chị ở Đồng Tháp. Là mấy chị ở lên đây rồi mấy chị ở đâu? Đi buổi. Đi buổi luôn. Ở đây coi xong là coi như là rồi chị Quyền đi theo chị Quyền. À. Vậy là chị là fan của chị Quyền hả? Dạ. Ờ năm nay người ta có rồi nha. Năm rồi người ta chưa có chứ năm nay có. Ủa sao năm nay thi tiếp? Mời ban giám khảo đây các bạn ơi. Ủa chết rồi em chưa quay được chị chân. Trời ơi chưa. Dạ chương trình chuẩn bị bắt đầu rồi thôi giờ kể cứ tranh thủ đi mình nói chuyện đi nào bắt đầu mình ngưng. Vậy là bây giờ mình dự đoán 4 giờ mình về đúng không? Nếu một lát nữa mà qua 4 giờ thì thôi mình ở luôn ha, mình đi uống cà phê ăn sáng rồi mình hãy về ha. Chốt nha. Chốt nha. Hồi nãy có mấy đứa nhỏ giờ sáng ai ở lại em dắt đi cà phê. Ở đây nói ai chứ nói em là chơi tới sáng. Chị tới bây giờ, em tới bây giờ đó. Về bây giờ hả? Chứ không ai về quá. Đây là chơi chặn lại luôn. Cái này chắc anh ca cái kèo này là không ai về rồi. Đúng rồi. Anh nói rồi. Còn mấy mình đi đi rồi về mình coi tiếp nè. Cho anh ba. Năm nay không có quà. Quên. Quán cà phê Tư Ú. Có quán cà phê ca Tư Ú. Uống biết nhiều ly. Trời ơi. Ơi hơn ca này căng nữa bỏ qua. Ca này đó. Thôi bỏ qua đi. Bỏ qua là bỏ giờ ăn đông cho nó gần. Lội bộ về tới Phú Nhuận đi mấy ngày chừng nào tới trời chắc đi một ngày quá. Bỏ tính làm thầy thích Minh Tệ hả? Thế đó. Mà anh có đi bao giờ chưa? Nãy giờ anh về đó nằm ngủ á. Anh tưởng hồi nãy mình vô 4 tiếng. Chứ em tưởng anh thử rồi chứ. Trời ơi. Vậy là bữa nay bên mình chốt 4 giờ để em đi dài dài coi bà con cô bác cần chốt hôm nay là mấy giờ? Chốt là 4 giờ. Dạ bây giờ ở dưới đây mình dự đoán là hôm nay mấy giờ mình về bà con cô bác? 4 giờ. 4 giờ luôn hả? Dạ, ở khu này mình dự đoán mấy giờ anh chị? Tầm 3 giờ. 3 giờ, dạ bên đây thì dự đoán 3 giờ. Bên kia 4 giờ, ở đây cũng 4 giờ. Dạ có ai khác 4 giờ không? 4 giờ chiều mai á chị. 4 giờ chiều mai là em ở lại đi. 2 giờ rưỡi hả chị? 2 giờ rưỡi chắc không nổi quá. Đó. Để em cô dự đoán mấy giờ mình về xong rồi. Xong về. Là xong là có mấy giờ? Hôm qua hồi tới thì có 2 rưỡi mới yêu. Nhưng mà hôm nay mình 10 giờ rồi. 10 giờ mình tới 7 giờ mới xong. Thì đó bởi vậy nên nó xong về. Em biết mấy giờ trời thằng kia. Thôi thì chừng nào xong mình về đúng không? Dạ. Lên hỏi cô Ngọc Quyền với mà. Bây giờ con sẽ đi một vòng để con chờ coi mọi người dự đoán mấy giờ mình xong, lát nữa sẽ đi một vòng dự đoán coi mấy giờ. Ủa, không ai đoán chính xác đâu, chỉ có một mình cô đoán chính xác thôi, chừng nào xong là về. Cô đoán vậy ai đoán lại cô? Chứ hỏi đây nó đoán 10 giờ.
10 giờ chưa xong đi đóng ba, 4 giờ sáng không sáng cũng chưa. 10 giờ chưa bắt đầu nữa mà. Ờ. Và đóng 3 giờ rồi 3 giờ cũng đâu có chính xác đâu. Dạ. Đó. 3 giờ. Chừng nào xong đi về. Cái chị mà ở ngoài Bắc ổng đi chợ diễn bởi vô có được không? À, không giải gì không? Thì vô tới đây là mặc định là mọi người đều sẽ được giải ba hết mà. Nhưng mà có được giải nhất giải gì không thì tính hồi bác vô hát rồi đi bơm rồi. Rồi đúng rồi. Bơm vô đâu có được. Không được. Không được. Dạ. Cái thằng nhỏ đó nó bay gần chết nó không được. Dạ. Rồi mình qua đây đi. Dạ mấy cô ơi, mấy cô dự đoán là hôm nay mấy giờ mình xong mấy cô? Đi chung nữa. Đi chung mà không nhờ một giờ một xe. Đi chung một xe hả? Ủa? 4 giờ hả? Dạ. Ủa? Gia đình mình đông vậy hả? À, nấu mới đòi con cái chầu nước nãy giờ con kiếm. Đúng rồi, nãy giờ con kiếm. Lát nữa con kiếm đi con chung cho nó nè, để nó đòi con nãy giờ. Dạ. Dạ chắc chỗ đó. Mà đang mang cái chân nào? Dạ bà con cô bác ơi, đây bà con cô bác mình dự định là hôm nay mấy giờ mình xong ha. Rồi bà con cô bác có ai đón không? 3 giờ hả chị? 3 giờ, dạ thu. 2 giờ được rồi. 2 giờ không thu lắm. Nếu mà thu nó thì cãi nó cái đó, nhưng mà có chục chặt chút xíu vậy. Từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ. 2 giờ thôi. Dạ, đa số bà con là đón từ 3 tới 4 giờ bà con cô bác. 4 giờ sáng. 4 giờ sáng đúng không? Anh Huy là 4 giờ sáng đúng không? Cô cũng đón 4 giờ luôn hả cô? Dạ. Ở đây mình có ai đón khác 4 giờ không ạ? 4 giờ rưỡi luôn. Trời ơi. 4 giờ rưỡi luôn. Đó trời. Đó. 5 giờ luôn hả chị? Trời ơi. Dạ bên đây có 5 giờ lận ngồi con cô bác. Năm giờ về tới nhà 6 giờ sáng là đi bộ xong mình thức luôn. Dạ. Dạ. Nhớ bà nói nha. Bà nhớ bà nói nha. Sẽ có một ngày. Bà nhớ bà nói nha. Cuối năm đi biết liền. Cuối năm. Okay. Chốt. Chốt nha. Chốt nhà một tay tháng 1. Chốt đơn. Một tay tháng 1 chốt đơn. Dạ ok. Em dẹp cắt cái khúc này ra. Em nè chị kêu bên đen. Chị kêu bên đen. Chị kêu bên đen. Tuần nào gặp chị chứ khỏi lo. Tuần nào em ngồi lúc này là cũng gặp bạn ngồi đây nè. Dạ. Em sắp tiếng dạy cái đó cô chú ngồi. Dạ, dạ đúng rồi. Hôm nay đang thiết mặt ở dưới đuổi ghế cho mấy cô chú ngồi dạ. Công chúa nè. Những công chúa này chớ không thiệt này đẹp ghê. Dạ, cảm ơn cô. Tự giới cho người khen hoài nói thì tặng cái đầm này đẹp. Ờ, đẹp hả? Hiện the giống công chúa quá. Dạ, em cảm ơn. Công chúa nằm bạch tiết á. Dạ. Ủa, mấy cô chú đi chụp hình với nghệ sĩ chưa? Chụp hình với mấy anh chị nghệ sĩ chưa? Chưa. Sao mà không tranh thủ thời gian này mình qua mình chụp hình luôn. Sáng giờ dám đứng được dạ chị nói gì chị? Còn đồ từ sáng tới giờ nè dám đứng gần ai mà chụp hình trời. Dạ tội nghiệp bà con cô bác mình ghê không? Giờ cái đầu của tôi nó vô hầy là giống như là con chuột ước mơ ở kia mới lên chui lên vậy đó. Vậy rồi sao? Dạ không. Cái này là tình cảm yêu mến của bà con cô bác với ngôi sao miệt vườn ạ. À. Nãy từ đầu tôi dính vô tôi nó chụp với lại danh hài Minh Nhí rồi đó mà giờ tôi mắc cỡ quá thôi. Anh Thanh ơi. Chị nói chị ngồi đây từ sáng tới giờ chỉ mặc có một bộ đồ sao chị dám chụp hình với anh cơ. Phải rồi. Dạ. Bộ đồ này đẹp hơn bộ đồ hồng nè. Đẹp hơn hả chị? Đẹp dạ em cảm ơn. Tắt đi chưa? Cô ơi nước tắt đâu. Tắt chưa? Hết rồi, không có. Ủa vậy hả? Con đánh chọc cô thôi. Tại nãy cô mấy thôi ngồi đó đi chút con lại. Mùa sau cô sẽ làm cái thi. Chắc không? Chắc. Nay cô đi qua đi tự người xem qua. Cô hát thử không? Bà diễn được hát được nghe thử cho à. Bà diễn được vô. Ở đây đông người nè. Một nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân. Đường xuôi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo. Có hôm đã hỏi người yêu bé nhỏ. Đi sâu người đồng ta biết mình tình nữa
lòng say anh yên ngang đối diện mặt trời chân qua chốn nào thương chất lên cao đã yêu lính trẻ ngày về ai tiếc gì vậy bữa giờ không chịu đi đăng ký trời đất ơi mới biết hương dừa luôn á trời vậy biết em không mới biết rồi luôn á giờ biết rồi đúng không chắc tại nhờ lấp la lấp lánh quá nhớ đăng ký kênh cho em nha nhớ đăng ký kênh cho em nha kênh gì chị mới nói chị biết em kìa bà con cô bác dạ mới biết dạ thì chị biết lấy hỏi ra đăng ký giùm luôn đi cho nóng nè rồi không có pin sạc luôn dạ có gì về đăng ký giùm em nha ok dạ em cảm ơn chị đăng ký xong rồi chị dạ chị đăng ký xong chị gửi cái mấy cái chị đi hát phòng trà cho em dạ rồi không có thi được không dạ nhờ em để test em tới hương dừa dạ test thử coi chị thi được không dạ rồi dạ nãy giờ nghe hát đăng ký được không được mà ừ, trời ơi mới vừa diễn ra xong phải chi đăng ký sớm xíu thấy nó xấu gì chứ tốt lên nó còn được lắm phải đi diễn hài cũng được lắm á chứ bộ mấy học trò nó thi đi nè nó cô cỡ cô lên anh thương vừa lượm cô liền cô là cô giáo hả cô giáo về nhà trời ơi nói vậy hả vậy hỏi thi được không trời ơi biết đâu người ta không ưa mình sao cô giáo dạy nhạc hay cô giáo dạy diễn hài vậy trời à, cô có khiếu với lại cô làm bên ngành MC rồi nữa dạ trời ơi tiếc quá phải chi cô đăng ký sớm cô đi hát từ hồi nhỏ lớn lận trời dạ mẹ hỏi vậy đợi 14 con. 14 đi thi à dạ đừng chê tôi già là được rồi trời ơi ai đâu mà chê cơ đấy à con bé học trò nó xin cô lên là cô biết hát cà cổ nè cô biết đóng cải lương nè cô biết đóng kịch nè cải lương được luôn làm thử khúc hồi quảng luôn đi cô thôi cái lương là hát ca cổ rồi đó còn đóng chặt cái lương là phải có tuồng thì câu cô nhớ câu nào không cô hát luôn câu thử thôi câu gì câu nào giọng cổ gì đó ca cổ trong tuồng cái lương nào cũng được không ca cổ là đâu có trong tuồng cái lương ca cổ là hát bài Khải bài ca cổ em lấy cái đèn ở trên sân khấu ở chỗ ban giám khảo lấy xuống cho chị ha với lại chuẩn sắp tới giờ rồi hả ta dạ rồi thôi mấy cô ngồi đi coi ha còn đi xuống dưới dạ bye bye năm sau cô thi nha dạ bye bye mấy cô thôi để con đi đường sau dạ đó. Hôm nay là ngày cuối đông hơn mỗi ngày khi xem video nếu cảm thấy yêu thích bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé các bước đăng ký rất đơn giản như sau đầu tiên bấm vào biểu tượng kênh có hình thì kim khiết đang đội nón lá khi thấy có bảng đăng ký hiện lên vui lòng bấm vào chữ đăng ký khi hiện lên đã đăng ký là xong tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình trái chuông bước cuối cùng bấm vào chữ tất cả như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thì Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.